Tăng và các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo chánh pháp. Uccupatipanno Phagavato Sāvakasangho. Tăng và các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo thánh pháp. Nyayapatipanno Phagavato Sāvakasangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ Niết Bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Samicipatipanno Phagavato Sāvakasangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Yadidang Chattaripurisayugani. Tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Vườn. Tăng đã đắc đạo cùng quả Tư Đà Hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán. Attapurisapugala. Tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc. Tăng đã đắc đạo Tu Đà Vườn. Tăng đã đắc quả Tu Đà Vườn. Tăng đã đắc đạo Tư Đà Hàm. Tăng đã đắc quả Tư Đà Hàm. Tăng đã đắc đạo A Na Hàm. Tăng đã đắc quả A Na Hàm. Tăng đã đắc đạo A La Hán. Tăng đã đắc quả A La Hán. Esaphagavato Sāvakasangho. Chư tăng ấy là bậc thinh văn đệ tử Phật. Ahuneyo, các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tín thí, ở phương xa đem đến dân cúng người có giới hạnh. Pahuneyo, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng các ngài. Dakhineyo, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí, tín lý nhân quả đem đến dân cúng. Anjalikaraniyo, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang punyakhetang lokasati, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Natime saranang anyang sangho me saranang varang ê tê na sa cha wa che na ngô tu mê cha ya mang ga lang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Wanda mi che ti yang sa pang sa pa tha me su pa ti thi tăng. Sāvī vikathā tu mahā bhūtaṃ bhūtarūpaṃ sakalaṃ sadā. Vandāṃ cetiyaṃ sabbaṃ sappatthamme supatthittitaṃ. Sāvī vikathā tu mahā bhūtaṃ bhūtarūpaṃ sakalaṃ sadā. Vandāṃ cetiyaṃ sabbaṃ Hằng sapatthame supatthittitaṃ sarivikathā tu mahā bhūtaṃ bhūtarūpaṃ sakalaṃ sadā. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin kính làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Và bây giờ là thời điểm thích hợp để xin thọ trì tâm quy và ngũ giới. Xin đạo tràng giữ tâm thanh tịnh cùng con tắc mạch để cùng thỉnh ngài. Ukasa mayang phante visung visung rakhanatha yati sarane nasahap
Panchasila Niyajama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng chữ hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyam Pimayam Phante Visung Visung Rakhanatha Yatisarane Nasahap Panchasila Niyajama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyam Pimayam Phante Visung Visung Rakhanatha Yatisarane Nasahap Panchasila Niyajama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Cho tiên xin lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô phụ nữ. Xin chào quý chân ngộ, sư công nhật, sư mê ta, sư không mai, sư cảnh kiểm, sư an nhiên, sư trang thư, sư thi lâm, sư ca chú sư na, sư tâm hạnh. Quý vị nghe rõ hả? Rồi, xa tu. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa đăng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa đăng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khăn sa đăng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti yam bi bụt đăng sa đăng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duti yam bi dham mang sa đăng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duti yam bi sang khăn sa đăng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam bi bụt đăng sa đăng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta thì dâm vị chấm măng sa nâng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ thì dâm vị sân khắn sa nâng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt tăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tam mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyam pi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyam pi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyam pi sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam pi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam pi sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ti saranakkahanang nittitang, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Amaphante, dạ xin vâng. Bà na thi ba ta
Về là mạnh y sĩ khó bất năng xâm mạnh giáo mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sư sát sanh. A đinh na đa nam. Về là mạnh y sĩ khó bất năng xâm mạnh giáo mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sư trôn tóc. Ta mê su mi cha cha ra. Về là mạnh y sĩ khó bất năng xâm mạnh giáo mi. Còn xin quan như điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mục sa hoa đa. Về là mạnh y sĩ khó bất năng xâm mạnh giáo mi. Còn xin quan như điều học là quy chánh xa sự nói dối su ra mê ra ya ma cha pa ma đa tha na. Về là mạnh y sĩ khó bất năng xâm mạnh giáo mi. Còn xin quan những điều học là quy chánh xa sự dễ vướng rượu và các chất sai. Panatipata veramani sikha padang samadhiyami. Còn xin quan giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự nói dối. Surame rayama chappama dathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Ima ni ban cha si ka ba da ni sa tu kang ka toa nga ba ma de na ni cha ka lang sa ma ra ki ta pang. Chư Phật tử sau khi đó thì tâm quy vào ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải ráng nguyện như hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phan tê. Dạ xin vâng. Sì lệ na sô gà tên doan tê, sì lệ na phô gà sâm bá đàn, sì lệ na nê phô tên doan tê, tà s ma sì lăng quý tô, hạ dê. Các chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên cho Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thú lành thay. Nhà con xin sám hối chư Tam Bảo. Uttamang ghe na won de hang pa da pang sung waru tamang. Bhutte yo khalito do so putho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang warang. Tham mê yô khá lý tô đô sô tham mô khá ma tu tàng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tam mang.
sang khe yo khalito do so sang khô khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sa tô Đức Phật ngự trên đầu với mặt Xá Lợi Phất với trái Kiền Liên Hầu. Trước mặt là Tam Tạng, sau lưng A Nan chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên do lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Phô tu sa phật mẫn ra lăng ra khanh tu sa phật đẻ qua ta sa phật u cha hai nu pha quê na sa đà sô thi phô anh tu tê phô tu sa phật mẫn ra lăng ra khanh tu sa phật đẻ qua ta sa phật tham mai nu pha quê na sa đà sô thi phô anh tu tê phô tu sa phật mẫn ra lăng ra khanh tu sa phật đẻ qua ta sa phật sanh cha hai nu pha quê na sa đà sô thi phô anh tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sua thà lạc hô xuất tổ vô lưu nô hô vô thách xa xa nê a rô vô xuất kỳ tổ hô y xa hạ sập bế nhà thiết bi xa thà lạc thà. Sukita Vuruna Bhutasa Sane Aroga Sukita Oisa Sabbe Nyatipite Atalatha Sukita Vuruna Bhutasa Sane Aroga Sukita Hotasa Sabbe Nyatipinko. Xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay, để con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la ka mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa be fa gi fa wan tu te ye tang ka tang su di tang din nang pu nya pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan tua ni we da yung sa bê lô cam hi ye sa ta chi wan ta ha ra hê tu ca ma nun nhang phô chan năng sa bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Ý đàn nô nhà ti nàng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Ý đàn quá ta mê bù nhàng à sa quá khá yô quá hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng.
Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trai lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự vui. Sabbe uparima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu aniha hontu dikhayuka hontu aroga hontu sampati samicchantu sukhi at tanang pariharantu dukha patta janit dukha faya patta jani faya soka patta jani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau. Đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thà Giá, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được cho sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến trên ngũ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:30 sáng giờ Việt Nam, đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tam Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Sa thú huynh chân ngộ, đã hoàn thành lễ bái tam bảo thọ trì quy giới một cách rất là xuất sắc ha, không có chỗ nào khuyết điểm, rất là hoan hỷ.
cũng xin xin hỏi quý vị, trong đạo tràng của chúng ta có vị nào tên là Kim Tiêu? Bởi vì chúng tôi đã nhận được 200 đô của vị này, nhưng mà rồi không biết làm sao để coi như cảm ơn hoặc là cảm niệm công đức, thì quý vị có thể rằng cho chúng tôi biết để coi như chúng tôi khỏi cái áy náy. Chúng tôi đã nhận được số tài chánh này khoảng một tuần rồi, nhưng mà không biết vị nào, thì mong quý vị hoan hỷ ha. Nếu mà quý vị ngại thì PM cho chúng tôi. Và nguyện phần phước này, gia đình của vị đó luôn được sự an vui, tiến hóa. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Trước khi bước vào câu Phật ngôn 11, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Ratanatayasawandami Buddho Mahesi Arang Tathagato Lokottamo Sappagaru Hiket Thakko Lokasasathai Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Yakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường gia chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ yá ta sa sa tu nô lô ca nó mạnh thá sa vi nà ca rô cô sắp bành nhu bút thấp bá đi phù tí sành nhá tù hoành đà má hành tầng nở ra phù. Cha này nhá cần pháp bảo với như ánh vàng, như la xoay sáng, vẹt màn vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy dẫn Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú gá tá xa xa quá cô xếp tha chú ca mô quá tá thầm mất xếp tha cô niềm đà bất sân xa lý á nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng nở ra phù. Trên này giá cần tăng bảo trên vân Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thiếu pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayateje nasekhameetuvatanantasabianuvenasahasaye nasechatu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn số 11. Quý vị nghe âm thanh vừa phải hay lớn hay nhỏ, quý vị có thể cho chúng tôi biết để điều chỉnh ha. Dạ vừa ha. Rồi, xà thủ. Asare saramatino Asare saramatino. Cái gì đây? Asare saramatino. Câu đầu tiên ha, xong ha. Bây giờ câu số 2. Sare cha sa Radasino. Sare cha sa Radasino. Sare cha ra Radasino. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Asare saramatino sare chara radasino. Asare saramatino sare chara chasa radasino. Asare saramatino sare chasa radasino.
cũng dễ bắt quá ha. Rồi câu 3 câu 4. Tê sa răng na thi gắt chân tí. Tê sa răng na thi gắt chân tí. Tê sa răng na thi gắt chân tí. Câu số 4. Mít cha sân cấp bao gồ cha ra. Mít cha sân cấp bác vô chá ra. Mít cha sân cấp bác vô chá ra. Bây giờ chúng ta ôn lại. A sa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no te sa răng na ti ga chan ti mít cha sân cấp bác vô chá ra. Asa re sa ramati no sa re cha sa ra da si no te sa rang na thi ga chan ti mi cha sang cấp ba go cha ra. Asa re sa ramati no sa re cha sa ra da si no te sa rang na thi ga chan ti mi cha sang cấp bao gồ chá ra. Đó là một cách đọc. Cách đọc thứ hai thì tương đối nó dễ hơn, tức là chúng ta đọc một lần hai câu, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm. À, quý vị thấy khi mà hai câu mà câu số 2 là trường âm, à, bất cứ trường âm nào, thông thường trường âm nhấn hay là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thì chúng ta cảm thấy quan hệ dễ đọc. Còn nếu mà cuối câu số 2 nó là một đoạn âm thì đó là một cổ đế ha, rất khó. Rồi bây giờ cái đọc thứ hai. Asa re sa ramati no sa re cha sa ra das si no. Te sa rang na thi ga chan thi mi cha sang cấp ba gu cha ra. Asa re sa ramati no sa re cha sa ra da si no. Te sa rang na thi ga chan thi mi cha sang cấp ba gu cha ra. Như vậy thì về cái giọng kinh trường âm đoạn âm thì chúng ta có hai cách đọc ha. Rồi bây giờ thêm một cái giọng đọc nữa, đó là giọng trẻ. Một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai, và một lần thì chúng ta đọc hai câu để nương nhau về âm thanh ha, lên và xuống, nghe cho nó dễ. Không nên đọc một câu ha, mà nên đọc một lần hai câu. Asa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra dan si no. Te sa rang na thi ra chan ti mi cha sang cap ba gu cha ra. Asa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra dan si no. Tê sa răng na thi ga chan ti mi cha sang cấp ba gu cha ra. Thêm lần nữa ha. A sa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra dan si no. Tê sa răng na thi ga chan ti mi cha sang cấp ba gu cha ra. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Rồi bây giờ xin mời Sĩ Kim rồi tới Sĩ Mita ha, xin mời. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Trời ơi, con tưởng con thứ hai giống trước, con bấm đại không coi.
Té ra số 1, không sao. Một hay gì cũng vậy, cũng phải trả bài thôi. Còn thấy bên này sư khỏe đó sư, còn mừng đó sư. À, quý vị nghe âm thanh rõ ha. Có hai người thôi, hai người cũng đủ rồi. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu số 11. Asare saramatino sare cha saradasino te sarang na tigak chan timit cha sang kapago chara. Asare saramatino sare cha saradasino te sarang na tigak chan timit cha sang khắp tha vô cha ra. Phân tích câu 1, câu 2. Á đoạn âm sa re sa ba trường âm thông thường, rá má tí ba đoạn âm, nô trường âm thông thường. Câu số 2, sa re cha sa bốn trường âm thông thường, rá đoạn âm, das trường âm nhắn, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Asa re sa ramatino sa re cha sa radasino te sa rang na ti gat chan ti mit cha sang khap pa go cha ra. Phân tích câu 3 và câu 4. Te sa hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, thí đoạn âm, gắt chanh hai trường âm nhắn, tí đoạn âm câu cúng cùi, mít trường âm nhắn, cha trường âm thông thường, săn khắp hai trường âm nhắn, bá đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Đọc lại ba câu 4, rồi đọc lại nguyên bài, rồi ca kệ và phân tích. Tê sa răng na thi gắt chanh ti mít cha sang khắp tha gồ cha ra. A sa re sa ramatino sa re cha sa radasino. Tê sa răng na thi gắt chanh ti mít cha sang khắp tha gồ cha ra. Asa re sa ramatino sa re cha sa radasino te sa rang na ti gat chan ti mit cha sang khap pa go cha ra. Đọc thêm lần nữa cho chiếc em. Asa re sa ramatino sa re cha sa radasino te sa rang na ti gat chan ti mit cha sang khap tha gồ cha ra. Bây giờ ca kệ. A sa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no te sa rang na ti gac chang ti mit cha sang kham tha gồ cha ra. A sa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no te sa rang na ti gat chan ti mit cha sang khap pa go cha ra. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chuyện ơi, sao không thấy sư cho cái bông hoa nở trên vậy sư? Hôm nay sư khỏe mà. Đó, có Giang Nhật Hạ cho đó, cô Mít Tà cho, có vỗ tay đó. Cảm ơn cô Mít Tà, vỗ tay với chân nhà, ăn trần nữa. Thôi, ba người chó bông hoa nhấp rồi đó. Con xin cảm ơn sư đã nghe. Xin giờ tôi cũng cảm ơn quý vị đã cho nhiều bông hoa. Rồi, mời cô Mít Tà kế tiếp. Và... gì hả ta? Tới người nào cũng không biết nữa, cũng không thấy nữa. Quý vị thấy tôi sai nào nói nha. Thôi, không chắc không có chuyện gì đâu. Không thấy sư đưa tay, đưa chân hay gì chứ. Chắc không có chuyện gì đâu. Thôi, cảm ơn nha. Nhường lại cho người khác nha. Mời cô Mết Trà nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, cảm ơn cô Như Hoàng, cảm ơn cô Thiện Vũ cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú số 11 ạ. Asare saramatino sare cha sa radasino te sarang na thi gat chan ti mit cha sang cap ba go cha ra. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á đoạn âm sa re sa là ba trường âm thông thường, ra má tí ba đoạn âm, nô trường âm thông thường, sa rê cha sa bốn trường âm thông thường, rá đoạn âm đát trường âm nhấn, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường, a sa rê sa ra ma ti nô sa rê cha sa ra đa si nô. Và con phân tích câu 3 và câu 4. Tê sa là hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, thí đoạn âm, gắt chanh là hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, mít trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, cấp là hai trường âm nhấn, bá đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường, tê ra sa, tê sa răng na thi gắt chanh tí mít cha sang cấp ba gô cha ra. A sa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no tê sa răng na thi gắt chanh tí mít cha sang cấp ba gô cha ra. A sa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no tê sa răng na thi gắt chanh tí mít cha sang cấp ba gô cha ra. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A sa re sa ma ti no sa re cha sa ra da si no te sa răng na thi gạch chanh tì cha sang cấp ba gồ cha ra. Và con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Và con nhường mic cho người kế tiếp. Ngay lên đầu cái trên địa trời. Ủa? Bấm rồi mà. Xuống rồi mà. Người ta đang nói hoài vậy. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu Pháp Cú số 11. A sa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no
Tê sa răng na thi gác chăn ti mít cha sang khắp ta gô cha ra. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Á đoạn âm sa rê sa, ba trường âm thông thường. Rá má tí, ba đoạn âm. Nô trường âm thông thường. Sa rê cha sa, bốn trường âm thông thường. Rá đoạn âm das trường âm nhấn. Xí đoạn âm. Nô trường âm thông thường. A sa rê sa ra ma ti no sa rê cha sa ra dat si no. Con xin phân tích câu 3, câu 4. T sa hai trường âm thông thường. Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na trường âm thông thường. Thí đoạn âm. Gác chăn hai trường âm nhấn. Tí đoạn âm. Mít trường âm nhấn. Cha trường âm thông thường. Xăng cáp hai trường âm nhấn. Phá đoạn âm. Vô trường âm thông thường. Chá đoạn âm. Ra trường âm thông thường. Tê sa răng na thi gác chăn ti mít cha xăng cáp ta vô cha ra. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 11. A sa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra dat si no. Tê sa răng na thi gác chăn ti mít cha sang khắp ba vô cha ra. A sa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra đan si no. Tê sa răng na thi gác chân ti mít cha sang khắp ba vô cha ra. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Thà Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc kinh pháp cú số 11. Asa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no te sa rang na thi gat chan ti mi cha sang kap pa go cha ra. Asa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no te sa rang na thi gat chan ti mi cha sang kap pa go cha ra. Con xin đọc và phân tích câu 1, câu 2. Asa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no te sa rang na thi gat chan ti mít cha sang cáp pa gô cha ra. A sa rê sa ra ma ti no sa rê cha sa ra da si no. A là đoạn âm, sa rê sa là ba trường âm thông thường, ra ma ti ba đoạn âm, no trường âm thông thường, sa rê cha ra bốn trường âm thông thường, ra đoạn âm, das trường âm nhấn, si đoạn âm, no trường âm thông thường. Con xin đọc câu 3, câu 4 và phân tích. Asa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no te sa rang na na ti gat chan ti mi cha sang ka pa go cha ra. Asa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no te sa rang na ti gat chan ti mi cha sang ka pa go cha ra. Te sa rang na ti gat chan ti mi cha sang ka pa go cha ra. Te sa
là hai trường âm thông thường. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na, trường âm thông thường. Thí, đoạn âm. Gắt, san là hai trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Mít, trường âm nhấn. Cha, trường âm thông thường. Săng, trường âm. Săng khắp, hai trường âm nhấn. Phá, đoạn âm. Gô, trường âm thông thường. Chá, đoạn âm. Ra, trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Asa re sa ra mát tí nô sa re cha ra. Sa re cha sa ra đá si nô tê sa răng na thí gách chanh tí mít cha sang kắp pa gô cha ra. Asa re sa ra mát tí nô sa re cha sa ra đá si nô tê sa răng na thí chanh tí mít cha sang kắp pa gô cha ra. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật, do tà tư tà hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng và kính tri ân sư trí đức. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính mời đạo hữu tiếp theo. Kính mời đạo hữu niệm từ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sư Như Quan đã cho biết âm thanh rõ. Cảm ơn sư Trường Vũ, cảm ơn Giang Nhật Hà. Dạ, cảm ơn sư Thông Mai. Dạ, bây giờ con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 11. Dạ, cảm ơn sư Như Quan đã post bài, cảm ơn Quynh An Trần đã post bài lên ạ. Asare saramatino sare cha saradassino te sa nang na thi gap chan ti mit cha san kap pa go cha ra. Asare saramatino asare saramatino sare cha saradassino te sa lang na thi gap chan ti mit cha sang cấp ba gồ cha ra. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Dạ, asare saramatino sare cha saradassino. Dạ, câu số 1. Á là đoạn âm, sare, dạ, sa là ba, trường âm thông thường. Rá má là hai đoạn âm, tí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và câu số 2, sa rê cha sa là bốn trường âm thông thường. Rá đoạn âm, das là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Tê sa răng na thí lắc chanh tí mít cha sân cấp ba gồ cha ra. Dạ, câu số 3. Tê sa là hai trường âm thông thường. Răng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Na là trường âm thông thường. Thí là đoạn âm. Gắt chanh là hai trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Dạ, câu số 4. Mix là trường âm nhấn. Cha là trường âm thông thường. Sanh cấp là hai trường âm nhấn. Bá là đoạn âm, gô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Dạ, con đọc lại bốn câu. Asa re sa ramatino sa re cha sa radassino te sa rang na thi gac chan thi mit cha sang tap pa go cha ra. Asa re sa ramatino sa re cha sa radassino tê sa răng na thi gắt chanh thi mít cha sang cấp ba gồ cha ra. Không chân tượng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật, do tà tự tà hạnh. Dạ, con xin kệ câu pháp cú số 11.
sare sa ra ma ti no sa re cha sa ra da sun si no te sa rang na ti gak chan ti ming cha sang kap ba go cha ra. Con đã kể và con đã phân tích xong. Con có sai mong ngài là đạo tràng sửa lỗi giùm con ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Bây giờ mình tình xin mời bằng tay của sư Thần Mai đang mô tả giác. Alo. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 11 ạ. Asare cham, dạ xin sám hối. Asare saramatino sare cha saradasino te sarang na figa cham timit cha sang kaptago cha ra. Asare saramatino sare cha saradasino te sarang na figa cham timit cha sang kaptago cha ra. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Asare saramatino sare cha saradasino. Á là đoạn âm, sare sa ba trường âm thông thường, ra ma tí ba đoạn âm, no trường âm thông thường, sare cha sa bốn trường âm thông thường, ra đoạn âm, das trường âm nhấn, xí đoạn âm, no trường âm thông thường. Asare saramatino sare cha saradasino. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Te sarang na thi gat cham ti mit cha sang kap pa go cha ra. Te sa hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, thí đoạn âm, gat cham hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, mít trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, sang cắp hai trường âm nhấn, pá đoạn âm, go trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Te sa rang na thi gat cham ti mit cha sang cắp pa go cha ra. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 11. Asare saramatino sare cha saradasino te sarang na thi gat cham ti mit cha sang kap pa go cha ra. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ. Asare saramatino sare cha sa radasino te sarang na te ga chan te nicca sangkap pago cara asare sa amatino sare ca sa radasino te sarang na te ga chan te nicca sangkap pago cara. Dạ, con đã đọc, phân tích và kể xong. Dạ, có gì sai nhờ sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ, cảm ơn bạn chị Sis Như Quang đã post bài. Cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư đại trí đức, con kính đảnh lễ sư pháp trang và quý cô tư nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 11. Asare saramatino sare ka saradasino te sarang na thi gat chan ti mit cha sang kap pa ko cha ra. Con xin phân tích câu 1 và 2. Á đoạn âm, sa re sa ba trường âm thông thường, rá má tí ba đoạn âm, nô trường âm thông thường, sa re cha ba trường âm
sao lại sa re cha sa, bốn trường âm thông thường, ra đoạn âm, ra trường âm nhấn, si đoạn âm, no trường âm thông thường. Asa re sa ra mát ti no, sa re cha sa ra tas si no. Câu 3 và 4. Te sa răng na thi cắt chan ti, mít cha sang cắp phá cô cha ra. Tê sa hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, thí đoạn âm, gắt chan hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, mít trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, sang cấp hai trường âm nhấn, bá đoạn âm, go trường âm thông thường, trá đoạn âm ra trường, go trường âm thông thường, trá đoạn âm ra trường âm thông thường. Tê sa răng na thi cách chan tí mít cha san cấp bác cô chá ra. A sa re sa ra mát tí nô sa re cha sa ra đá si nô. Tê sa răng na thi cách chan tí mít cha san cấp bác cô chá ra. Không chân tưởng chân thật, thật thấy không đạt chân thật, do tà tư tà hạnh của hòa thượng Thích Minh đâu. A sa re sa ra ma ti no, sa re cha sa ra da si no, te sa răng na thi ga chan ti, min cha sang kham pa gu cha ra. Dạ, con kính tri ân quý sư và quý cô tu nữ và đạo tràng. Anh có sai xin nhờ sự ứng dụng cho con và con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 11. Asare sa ramatino sare ya sa radasino te sa rang na di gat chang ti mit cha sang cap ba gu cha ra. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Asare sa ramatino sare ya sa radasino. Á đoạn âm, sa trường âm thông thường, rê trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, rá má tí ba đoạn âm, nô trường âm thông thường, sa rê cha sa bốn trường âm thông thường, rá đoạn âm, đát trường âm nhấn, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1 và câu 2. Asa re sa ramatino sa re cha sa ra đát si no. Phân tích câu 3 và câu 4. Tê sa răng na thi gác chàng tí mít cha sang cấp ba gồ cha ra. Tê sa hai trường âm thông thường, răng đọc trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, thí đoạn âm, gác chăng hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, mít trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, cấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Đọc lại câu 3 và câu 4. Tê sa răng na thi gắt chăng tí mít cha sang cấp ba gô cha ra. Đọc lại nguyên bài. Asa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no. Tê sa răng na thi gắt chăng tí mít cha sang cấp ba gô cha ra. Bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật, do tà tư tà hạnh. À sa re sa ra ma ti no, sa re cha sa ra đát ti no, tê sa răng na thì gác chăng ti, min cha sang cấp bà gô cha ra. A sa re sa ra ma ti no, sa re cha sa ra đát ti no, tê sa răng na thì gác chăng ti, min cha sang cấp bà gu cha ra.
Dạ, con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp. Con có sai chỗ nào, xin sư và quý vị khác chỉ giúp giùm cho con. Con cảm ơn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được đọc câu Pháp Cú số 11 ngày hôm nay ạ. Asare saramatino sare cha saradassino te sarang na thigat chan timit cha sang kap bago chara. Asare saramatino sare cha saradassino te sarang na thigat chan timit cha sang kap bago chara. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Á là đoạn âm, sa, rê, sa là ba trường âm thông thường. Rá, má, tí là ba đoạn âm. Nô là trường âm thông thường. Sa, rê, cha, sa là bốn trường âm thông thường. Rá là đoạn âm. Das là trường âm nhấn. Xí là đoạn âm. Nô là trường âm thông thường. Asare saramatino sare cha saradassino. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Te sarang na thi gat chan ti mit cha sang kap bago cha ra. Te sa là hai trường âm thông thường. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na là trường âm thông thường. Thí là đoạn âm. Gat chan là hai trường âm nhấn. Tí là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, săn, cấp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, gô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Tê sa răng na thi gách chành tí mít cha săn cấp bá gô chá ra. Dạ, con xin đọc lại. Asare saramatino sare cha saradassino te sarang na thi gat chan ti mit cha sang kap pa go cha ra. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Asare saramatino sare cha saradassino te sarang na thi gat chan ti mit cha sang kap bago cha ra. Asare saramatino sare cha saradassino te sarang na thi gat chan tim cha sang kap bago cha ra. Dạ, con đã đọc xong. Cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý sư.
Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 11 ạ. Asa de sa ramatino sa de cha sa ra dat sino te sa rang na thi gat chan ti mit cha sang kap ba go cha ra. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Á là đoạn âm, sa đê sa là ba trường âm thông thường, rá má tí là ba đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sa đê cha sa là bốn trường âm thông thường, rá đà đoạn âm, đá là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. A sa de sa ta ma ti no sa de cha sa ta da si no. Con phân tích câu 3 và câu 4. Te sa là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, gát chan là hai trường âm nhấn, tí gát chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, sang cấp là hai đoạn hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, gô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Tê sa trăng na thi gát chan tí mít cha sang cấp ba gồ chá ra. Con đọc lại nguyên câu. Asa de sa ra, asa de sa ra ma ti no, sa de cha sa ra da si no, te sa rang na thi gat san ti mit cha sang kap ba gồ chá ra. Dạ con xin kệ. Asa de sa ra ma ti no sa de cha sa ra dan si no te sa ra na thi gan chan ti mi cha sang cam ba go cha da. Và con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Và con đã đọc và kể và phân tích xong câu Pháp Cú số 11. Và con xin quý sư với cô tu nữ đạo tràng có chỗ nào sai thì xin sửa giúp con. Và con xin cảm ơn và xin trả mít lại cho đạo tràng, mời người kế tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Tham Ma Gia. Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ ngài Trí Đức, đại đức Pháp Trang, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin đọc câu Pháp Cú số 1. Nương Như Quang và An Trần. Asa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no. Á là đoạn âm, sa re sa ba trường âm thông thường, ra ma ti ba đoạn âm, một trường âm thông thường. Đoạn 2, sa re cha sa, 4 trường âm thông thường, ra đoạn âm, đát trường âm nhấn, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Tê sa răng na thi gắt chân tí, bích cha sa tăng cáp
ra. Đoạn 3. Tê sa, trường âm thông thường. Răng, trường âm giọng nguyên âm. Na, trường âm thông thường. Thí, đoạn âm. Gắt, trường âm nhấn. Chan, trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Mít, trường âm nhấn. Cha, trường âm thông thường. Săng, cắt, hai trường âm nhấn. Bá, đoạn âm. Vô, trường âm thông thường. Chá, đoạn âm. Ra, trường âm thông thường. Asa re sa rama tino sa re cha sa ra dat sino te sa rang na thigat chanti thigat chanti mit cha sangka bago chara asa re tino sa re cha sa ra ma ra da si no de sa rang na thi gat chan ti mi cha sang cap ba gu cha ra a sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no de sa rang na thi gat chan ti mi cha sang ba gu cha ra không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hành. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã đọc và kể phân tích, nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉ lại. Dạ, bây giờ kính mời quý vị nào chưa kể, kính mời. Tự nhiên mới vào sau cho nên là cũng vị nào kể rồi, vị nào chưa kể. Dạ, tự nhiên xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123.
Quý vị nghe rõ không? À, hôm nay điều kiện thế nào á, nghe âm thanh hơi bị gián đoạn, không biết quý vị nghe có đúng như vậy không? Nhưng mà nói chung tinh thần của quý vị rất là tuyệt vời. Nghe hơi nhỏ ha. Alo, âm thanh nghe coi lại. Ồ, âm thanh 30 vậy là đủ rồi. Như vậy là tương đối. Hơi nhỏ ha. Rồi, cố gắng nói lớn một chút. Câu Phật ngôn số 11. Một câu mà chúng ta thấy dễ trong bài con. Câu Phật ngôn này tương đối dễ. Tức là 28 từ. Và câu số 2 là... Cuối câu số 2 có trường âm, cho nên quý vị đọc thấy tương đối ổn định ha. Sa thủ. Bây giờ chúng ta đi vào từ vựng để hiểu sau khi chúng ta đọc cái từ đó phải biết ý nghĩa thế nào ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào từ vựng. Câu đầu tiên: Asare sa ramatino. Asare sa ramatino. Câu đầu tiên chúng ta có được hai từ. Asare là một, sa ramatino là hai. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ asare, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không. Á có nghĩa là không. Và chữ sare do cái từ sa ra. Sa ra nó là một danh từ trung tính. Akarantanapumsakalinga. Sa ra có nghĩa là cần thiết, chính yếu. Cần thiết, chính yếu. Nhưng mà chữ sa ra này được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít có nghĩa là sát tầm ý. Quy pháp tí e ca quá trần á. Cho nên chữ sa ra biến thành sa re. Vậy thì asa re có nghĩa là điều không chính yếu. Điều không chính yếu hay là nói cái sự vô bổ, sự vô ích ha. Điều không chính yếu hay là cái điều vô bổ, cái điều vô ích. Và chữ sa ra này asa re là không. Rồi, chính xác, điều không chính yếu hay là cái điều vô ích đó. Rồi, bây giờ chữ thứ hai sa ramatino. Chữ sa ramatino ở đây chúng ta thấy có hai từ. Chữ sa ra đó là một danh từ trung tính ha, có nghĩa là cần thiết, chính yếu ha. Martino do cái từ mati nó là một danh tính từ nam tính. Danh tính từ nam tính có nghĩa là người có suy nghĩ. Hoặc là chữ mata trong cái dạng quá khứ phân từ nghĩa là đã suy nghĩ. Đã suy nghĩ. Vậy thì ở đây chữ mati nó được đứng làm chủ từ số nhiều. Bathama bahuvacana. Cho nên chữ mati biến thành matino. Sa ramatino là những người có ý nghĩ chính yếu, những người có ý nghĩ cần thiết. Rồi, những người có ý nghĩ chính yếu cần thiết. Rồi, bây giờ chúng ta
Đi qua câu số 2. Sa re cha sa ra đát si nô. Sa re cha sa ra đát si nô. Chữ sa re thì quý vị biết rồi ha, do từ sa ra ha. Nhưng mà chữ sa ra này được chia theo định số sách số ít ha. Sách sách tầm yêu phát tiếng hay có quá trình ha. Sa re có nghĩa là về cái điều chính yếu, về cái điều cần thiết. Chữ sa re. Rồi chữ thứ hai là cha sa ra đát si nô. Chữ cha sa ra đát si nô ở đây chúng ta thấy chữ cha này ha, cha cộng với asa asara, cha là và ha, asara là không cần thiết ha. Rồi dasino do chữ dasi, dasi có nghĩa là sự nhận thức nhìn thấy, sự nhận thức sự nhìn thấy. Nhưng mà chữ dasi này được chia theo chủ được chia theo chủ cách số nhiều, tức là Bhakama Bahuvachana Vipatti, cho nên chữ Dasi biến thành Dasino. Thì như vậy, cái nhóm từ này đi chung với nhau, chữ cha cộng với Asara cộng với Dasino, cho chúng ta ý nghĩa là cha sa ra Dasino ha. Cha sa ra Dasino. Và sự nhận thức là không cần thiết. Và sự nhận thức là không cần thiết. Và sự nhận thức là không cần thiết. Rồi chúng ta tiếp tục câu số 3. Tê sa răng na thi gác chanh tí. Tê sa răng na thi gác chanh tí. Chữ tê đây là một đại từ. Một đại từ do cái đại từ ta. Và đại từ ta này được đứng làm chủ từ số nhiều. Bà Tham Á và Hú Vá Chá Ná Vị Pháp Tí, cho nên đại từ ta biến thành tê. Tê là họ, những người ấy. Tê là họ, những người ấy. Từ thứ hai, chữ sa răng, do cái từ sa rá là cần thiết, chính yếu ha. Nó là một danh từ trung tính, Afran Tanapum Sakalinga. Nhưng mà chữ sa rá này được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quyệt phát tí ai câu quá trình á. Cho nên sa rá biến thành sa răng. Sa răng có nghĩa là chính yếu, cần thiết hoặc là chân thật. Rồi chữ cuối cùng của câu số 3, na thi gác chanh tí. Na thi gác chanh tí, ở đây chúng ta thấy tiếp đồng ngữ na có nghĩa là không, và đi chung với a thi gác chanh tí cái động từ này. Chữ na là không, athigat chanh tí động từ số nhiều, ý nghĩa là gặt hái hay là đạt đến. Tiếp đồng ngữ của động từ gat chanh tí đó là tiếp đồng ngữ athi. Như vậy thì na thi gat chanh tí có nghĩa là không đạt đến,
không giặc hại. Na là không. Na cộng với Athi Gat Chanti. Na cộng với Athi không Athi Gat Chanti chứ không phải là á hả? Chị Như Quang. Chữ Na ở phía trước nó là một phủ từ ha. Một cái từ phủ nhận. Rồi Athi Gat Chanti đó là một động từ ha. Athi Gat Chanti động từ gạt hái đặt đến và có chữ Na ở trước và nó biến thành Na Thi Gat Chanti ha, không đặt đến, không gạt hái. Rồi sa thủ sa thủ. Và câu cuối cùng Mitcha Sang Cấp Bago Cha Ra. Mitcha Sang Cấp Bago Cha Ra. Ở đây chữ Mitcha Sang Cấp Ba do hai từ ha, do hai từ, tức là Mitcha nó là một trạng từ có nghĩa là sai trái, là tà quấy, là không đúng. Mitcha là cặp, không có đúng, là sai trái, tà quấy. Rồi Sankappa, Sankappa nó là một danh từ nam tính. Akaranta Pumlinga. Sankappa có nghĩa là tư duy, có nghĩa là suy nghĩ ha. Rồi chữ Gochara, Gochara do cái từ Gochara. Gochara nó là một danh từ nam tính. Akaranta Pumlinga. Gochara có nghĩa là cảnh giới hay là hành xứ, cảnh giới hay là hành xứ. Vậy thì chữ Gochara ở đây nó được đứng làm chủ từ số nhiều. Bathama Bahuvachana Vipatti, cho nên Gochara biến thành Gochara. Mitcha Sankappa Gochara, những người có cái cảnh giới hoặc là có cái hành xử là những tư duy sai trái. Những người có hành xử là những tư duy sai trái. Mình chữ hành xử quý vị thấy hơi khó hiểu hả? Rồi nói về cảnh giới đi. Những người có cảnh giới là những tư duy sai trái. Rồi. Như vậy thì câu Phật ngôn 11 cho chúng ta một ý nghĩa như thế nào? Những người có ý nghĩ là chính yếu về những điều không chính yếu và có sự nhận thức là không chính yếu về những cái điều chính yếu, với hành xử là những tư duy sai trái, những người ấy không đạt đến cái điều chính yếu. Để lặp lại ha. Những người có ý nghĩ là chính yếu về những điều không chính yếu và có sự nhận thức là không chính yếu về những điều chính yếu, với hành xử là những tư duy sai trái, những người ấy không đạt đến cái điều chính yếu. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: Phi chơn là tưởng chánh chơn, chánh chơn là tưởng phi chơn, đó là duy trì ác kiến ác tà. Ngu nhân nào thấy tinh hoa pháp màu. Phi chơn là tưởng chánh chơn, chánh chơn là tưởng phi chơn, đó là duy trì ác kiến ác tà. Ngu nhân nào thấy tinh hoa pháp màu. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu: Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân,
chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Trong phần ý nghĩa tự vựng, quý vị có ý kiến gì không? Có chỗ nào quý vị cảm thấy hơi rắc rối? Alo, quý vị có cảm thấy chỗ nào rắc rối không? Câu Phật ngôn 11 và câu Phật ngôn 12. Hai câu Phật ngôn này bổ sung ý nghĩa và nói lên một duyên sự. Cho nên khi mà chúng ta học đến câu Phật ngôn số 12 thì sẽ là sáng tỏ vấn đề. Bởi vì đây trong cái phẩm song đối, tức là đúng sai, chặt đúng, trắng đen, có một cái sự so sánh với nhau, đối xứng với nhau. Nên khi mà chúng ta thấy rằng không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Vào thời kỳ Đức Phật thì quý vị thấy rằng những người nào hữu duyên do cái công năng tu tập, do ba la mật đã tròn đủ chín mùi, thì Đức Phật Ngài chỉ nói lên một câu Phật ngôn là đi vào cái trọng tâm, đi vào coi như nội tâm của người đó, và người đó hiểu để rồi chứng đắc thánh quả. Còn bây giờ chúng ta là những người mà nghiệp dài phước mỏng, không sanh vào thời kỳ của Đức Phật. Vậy thì chúng ta hiểu những câu Phật ngôn này như thế nào? Vẫn biết rằng trong chúng ta, cá nhân của mỗi người đều có những cái cá tính không giống nhau, gọi là biệt nghiệp, tính tham, tính sân, tính tầm, tính giác, tính tưởng, vân vân. Đó là sáu cái cá tính. Và sáu cái cá tính này thì không ai giống ai ha. Cho nên khi một lời nói ra, người ta nghe ta quan hỷ, nhưng mà người khác nghe ta cũng quan hỷ. Tại sao? Mình không thích hợp với cá tính của người đó, cho nên người đó họ nghe họ không quan hỷ. Còn những cái người thích hợp với cá tính đó, hoặc là đông mạng thì đông mạng nói người ta nghe, tây mạng thì tây mạng người ta nói nghe. Còn mà đông tây mà hai bên mà sáp lại với nhau thì chắc chắn rằng có chiến tranh. Thì trong câu Phật ngôn này cũng vậy. Câu Phật ngôn này Đức Phật nói lên thì thích hợp với cái người đó, cho nên người đó nghe là hiểu liền. Còn bây giờ chúng ta không sinh ra trong thời kỳ Đức Phật, cho nên với những câu Phật ngôn này, do tà tư tà hạnh, tức là chúng ta do cái vấn đề suy nghĩ và hành động, chúng ta nghĩ sai, nghĩ chật, cho nên chúng ta mới có những cái vấn đề mà sanh tử luân hồi còn triền miên trong tam giới. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy nói lên cái ý nghĩa qua sự hiểu biết của chúng ta có nằm ở trong tà tư tà hạnh hay không với câu Phật ngôn này. Alo, quý vị nghĩ sao? Đây là sự đóng góp ý kiến, mỗi người một ý kiến hiểu về câu Phật ngôn này, và nhiều ý kiến như vậy thì làm cho câu Phật ngôn này được sáng tỏ. Quý vị đồng ý không? Chúng tôi muốn cái vấn đề tự do ngôn luận, tức là tôn trọng ý kiến của quý vị. Quý vị có thể bày tỏ sự hiểu biết của mình qua câu Phật ngôn này, để rồi chúng ta cùng học hỏi với nhau. Chứ cá nhân của chúng tôi không đủ tư cách để giải thích câu Phật ngôn này. Bởi vì chính Đức Phật nói ra
mà mình là cái gì mà giải thích câu Phật ngôn này. Cho nên chúng ta đóng góp ý kiến để lấy câu Phật ngôn này là một bài học. Càng nhiều ý kiến cũng giống như một con én thì không làm nổi mùa xuân, một bàn tay thì không làm được cái gì hết, nhưng mà ba cây dụng lại thì thành núi cao. Quý vị nhớ kỹ không? Nhiều ý kiến thì chúng ta có sự đoàn kết, tức là lành thay tứ chúng một nhà đồng tu, chúng ta cùng coi như hướng về sự thật, để rồi mỗi sẽ để rồi phân tích, để rồi tìm thấy cái sự thật trong lời dạy của Đức Phật qua cái tư kiến của chúng ta. Thì có nhiều cái tư thì cũng thành là cái công. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ chấp thủ, nói là tôi nghe tôi thấy, cái gì nghe cái gì thấy, nó lỗ tai nó nghe mà tại sao có gì tôi đó, mắt nó thấy tại sao gọi là tôi thấy, lỗ mũi nó ngửi tại sao nó tôi ngửi. Thì quý vị nghĩ sao? Rồi thôi, để đi vào vấn đề, đóng góp ý kiến để câu Phật ngôn này được hoàn chỉnh. Trước tiên xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Alo, Đại Đức là người xung phong nói lên ý nghĩa của câu Phật ngôn 11. Alo, Đại Đức Pháp Trang có chút máy không ạ? Chúng ta hiểu sao nói vậy? Và càng nhiều ý kiến như vậy thì câu Phật ngôn này càng sáng tỏ, để chúng ta áp dụng cho cuộc sống của chúng ta hiện tại. Cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang ạ. Đại Đức Pháp Trang có chút máy không? Như vậy thấy Đại Đức Pháp Trang thấy rất là khiêm nhường ha, không đưa tài. Rồi, mỗi người đóng góp một ý kiến để cho chúng ta thấy tại sao mà do cái tà tư tà hạnh. Tư là suy nghĩ, hạnh là hành động, lời nói, việc làm và sự suy nghĩ. Tà tư tà hạnh ha, tức là do cái việc làm của mình, do sự suy tư của mình mà tại sao gọi là có chữ tà trong này ha. Rồi thôi bây giờ Đại Đức Pháp Trang không đưa tay ha, từ từ ha, quý vị cứ nói, đừng có ngại gì hết á. Đây là một cái room mà chúng ta thấy rằng cái phòng chat bằng giọng nói, mà nếu chúng ta không có nói thì cái room này nó sẽ chết. Phải nói, không nói ít thì nói nhiều, mà nói làm sao cho nó thích nghi đối với câu Phật ngôn này, để chúng ta lấy ra đó một bài học. Để Đức Pháp Trang có chút máy không? Như vậy thì thôi, bây giờ mời Sinh Mita lớn tuổi này ha. Sinh Mita nghĩ như thế nào về câu Phật ngôn này? Đóng góp ý kiến thôi ha, theo sự suy nghĩ của Sinh Mita. Alo, Sinh Mita có chút máy. Dạ, xa thủ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Ma Dạ, Nam Mô Sàng Khà Dạ. Dạ, cảm ơn cô Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ban Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Sư Pháp Trang. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ Tệ Duyên, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hồi nãy con nghe Ngài nói là cái câu số 11, câu Pháp Cú số 11 này rất là thâm sâu. Chúng con thì cũng mới đến với Phật giáo Nam truyền đây,
mới vừa mở mắt đây cho nên con cũng không dám có ý kiến gì về cái câu này. Nhưng con có một cái điều mà con đã thức tỉnh được về bản thân con. Và trước đây vì vô minh không có hiểu được chánh pháp của Đức Phật, không có hiểu được, chưa hiểu được những cái điều gì mà về Đức Phật dạy. Thì trước đây cũng năm 10 năm trước á, chính bản thân con á, thì con cứ nghĩ rằng mình làm điều tốt, mình không rồi con chưa biết gì về cái tu tập hạnh lành rồi 10 điều phước thiện để tạo phước gì hết, cho nên con nghĩ nông cạn như vậy. Rồi con lại có một cái ý nghĩ cũng coi như là sai lầm nữa, là con cứ nghĩ rằng bản thân con thì đã 60 mấy tuổi rồi thì nó đã xong rồi. Con đã làm tròn bổn phận, làm con, rồi làm mẹ, rồi làm bà cho các con, các cháu con rồi. Con làm xong bổn phận làm con đối với cha mẹ, đối với thân bằng quyến thuộc của mình rồi. Cho nên con nghĩ rằng cái hạnh phúc của con là con sống dựa vào cái sự thành đạt của con, của cháu con. Con quá sai lầm. Bây giờ sau này rồi con mới thấy là quá sai lầm. Bởi vì Đức Phật bảo rằng phải tự mình có cái hải đảo của mình, của chính mình, tự mình đứng lên, tự mình chứ không có trông cậy vào ai. Thành thử ra con thấy cái điều đó là con quá sai lầm. Cho nên từ đó con không có còn nghĩ là mình phải lấy cái hạnh phúc, cái sự thành đạt của con cháu mình để làm cái hạnh phúc của mình. Thì quá sai lầm. Của nó là của nó, chứ của mình làm sao mà mình lấy những cái điều tốt đẹp của nó để làm hạnh phúc của mình được. Thì từ đó con thấy là con quá sai lầm. Cho nên con bắt đầu cho mình được. Cho nên từ đó con bớt dính mắc vào con, vào cháu của con. Rồi, hoặc là có những cái gì mà không có vừa ý, nghịch lòng thì con nói thôi, tụi bay làm gì đó bay làm. Bay làm bay hưởng. Chứ cha mẹ hay là chính ông bà của mình cũng không của nó, cũng không được hưởng của nó đâu. Thôi, từ đó con mới mở con mắt ra và con lo cho chính bản thân con là nhiều. Con cũng không có bỏ nó, nhưng mà điều con không còn dính mắc như ngày xưa nữa. Ngày xưa con cứ nghĩ là tụi nó thành đạt, tụi nó được này được kia đó là con vui rồi. Con sai lầm. Đấy. Dạ, thì con chỉ có cái điều suy nghĩ như vậy thôi. Thì trong cái câu pháp cú này đó, thì con cũng thấy là nếu mà mình vô minh, mình không nhìn ra được cái điều nào cần thiết, cái điều nào chính yếu,
rồi mình lại sai lầm, mình nhận những cái điều không cần thiết, không chính yếu, mình cho nó là cần thiết chính yếu, thì cái điều đó như Đức Phật nói là đúng là do cái tà tư tà hạnh, và cũng không đạt đến sự chân thật. Thì con chỉ có cái ý kiến nhỏ như vậy thôi, và con xin trả mít lại cho đạo tràng. Và con kính cảm ơn sư, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Sa thú Sích Mê Ta. Qua câu Phật ngôn này, Sích Mê Ta đã thể hiện rất là tốt, nói lên cái ý nghĩa rất là chuẩn. Bởi vì qua sự tu tập, và nhất là cái sự việc chính trong gia đình của mình, cái vấn đề mà thực tế mình thấy qua ý nghĩa câu Phật ngôn này, nhưng mà rồi chúng ta suy nghĩ những cái vấn đề xung quanh và những cái điều chúng ta đã tiếp thu, thì trong cái sự tiếp thu thì Sích Mê Ta đã nói lên cái ý nghĩa của năm điều quán tưởng ha. Quý vị đã học bài này rồi ha, nhưng mà chúng tôi xin lặp lại để quý vị coi như là có một cái vấn đề mà đã đi sâu vào đó ha. Cha ra thầm mầm hi chà rằng anh ti tô và thi thầm mầm và thi thầm mầm hi và thìn anh ti tô ma rằng anh thầm mầm hi ma rằng anh ti tô sắp bề hi mề bi về hi ma na bề hi anh na na pha vô quý na pha vô cầm mắt sắc còn hi cầm ma đa ya đồ cầm ma vô ni cầm ma pan thù cầm ma pa ti sa ra nô dân cầm măng ca lít xa mít tàn gia năng hòa ba bắc căng hòa ta sa đa gia đồ phá quý xa mít e quăng âm hề hí ấp hình hăng bách chào quét thị tập phân tí. Thì qua cái năm điều quan tưởng thì ta đi với nghiệp của ta, con cái còn nhỏ thì nó nương nhờ mình, bây giờ mình nghĩ rằng mình đã làm tròn bổn phận, và con cháu nó phụng sự mình, nó lo cho mình, không có đâu. Ta gọi là ta đi với nghiệp của ta. Atta hi akano na tho, ta là nơi nương nhờ của chính ta, thì mình phải có một hướng đi. Chứ mình suy nghĩ như vậy là mình bị lệ thuộc. Qua câu chuyện cha mẹ chia của cho con ha, rồi con nó nạnh với nhau năm đứa, rồi nó bỏ bê cha mẹ, rồi cha mẹ phải đi ăn xin. Đó là một cái trường hợp mà nghĩ rằng khi mà chia của cho con thì con lo cho mình, không có đâu. Nó còn lo cho vợ, lo cho con nó, và nó nặng với nhau, để rồi mình phải tự lo cho chính mình, cầm cái mua rùa để đi xin ăn. Trường hợp này cũng đã xảy ra. Cho nên cái trường hợp mà sự suy nghĩ của chúng ta không có chính đáng, thì chúng ta sẽ cảm nhận sự khổ đau. Thì qua sự trình bày của Sích Mê Ta, đó cũng là một cái ý kiến để làm cho câu Phật ngôn này sáng tỏ. Sa thủ rất là chân thật, rất là thực tế. Rồi bây giờ vị nào tự nguyện? Nếu không tự nguyện thì chúng ta mời tiếp. Quý vị muốn mời hay là quý vị tự nguyện? Alo. Không có ai đưa tay thì chúng tôi mời ha. Mời Huynh Giang Nhật Hà. Giọng kinh cũng hay, giọng kệ cũng hay, và thời gian sau này rất là tinh tấn. Vậy thì các vật duy trì với câu Phật ngôn này, Huynh Giang Nhật Hà có ý kiến như thế nào? Alo, càng nhiều ý kiến thì chúng ta thấy câu Phật ngôn này sáng tỏ. Alo, Huynh Giang Nhật Hà có chút máy không?
Rồi, các bạn nghĩ gì rồi đó. À, mời tiếp ha. Mời Huynh An Trần. Alo, Huynh An Trần có chiếc máy. Xà thủ, xà thủ. Nghĩa là cái này mới thật là coi như đâu cần thanh niên có này. Mời rất là đưa tay liền. Xà thủ, xà thủ. Nam mô Uttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con kính ảnh lễ sư trí đức, con kính ảnh lễ sư pháp trang. Kính ảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, cô tu nữ phúc hạnh, cô tu nữ huệ duyên. Và xin chào quý đạo hữu. Dạ thưa sư, con có ý kiến về câu kinh Pháp Cú số 11. Câu này có nghĩa là không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Cái câu cuối cùng là do tà tư tà hạnh, có nghĩa là theo con hiểu là khi mình không có chánh kiến, mình tà tư duy á, thì mình nghĩ là vô thường thì mình thấy là thường. Giống như hiện nay ở đại dịch Covid ở Ấn Độ là rất là nhiều người chết, thì có nhiều người họ cũng nghĩ ai chết chết chứ mình chưa chết, ai bệnh thì bệnh như mình không có bệnh. Thì mình nghĩ là cái đó là không có chánh kiến, mình nghĩ không đúng thì mình sẽ không có tin nhân quả. Và khi mình không tin nhân quả thì mình không có tin vào việc thiện ác. Và không có tin vào việc thiện ác thì mình sẽ không có tin vào việc bố thí cúng dường hoặc là phụng dưỡng cha mẹ là điều có phước. Không tin vào việc tái sanh, hoặc là mình không có khi mình không có tin vào khi mình không có chánh kiến thì mình sẽ tư duy là mình tư duy mình nghĩ sai. Giống như mình nghĩ là cái việc giữ giới là cái chuyện đúng, nhưng mà mình nghĩ cái đó là không phải, hoặc là mình tà kiến thì mình chỉ lo đi chơi rồi lo kiếm tiền rồi lo hưởng thụ. Thì theo bản thân con á, thì nhà con có được may mắn là có được kiến thức về Phật pháp. Con thấy rõ tứ diệu đế, con thấy rõ tham sân là khổ. Thành ra con cố gắng tu tập và làm những việc cho là có ích cho bản thân và cho gia đình và cho những người xung quanh. Dạ, con chỉ có ý kiến vậy thôi. Con kính cảm ơn sư và kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Buddhaya. Con kính mời và con xin dâng bánh lại cho sư. Con xin chúng mít. Sa thú, sa thú Huynh An Trần. Một cái sự việc rất là thực tế qua câu Phật ngôn này nói lên cái vấn đề vô thường, tức là nói lên cái chết hàng loạt ở tại Ấn Độ. Tại sao người ta chết nhiều vậy? Cái sự thật là cái vấn đề chúng ta dễ vui, không có phòng chống, không có cái vấn đề mà bảo hộ, không có tự thương chính mình, mà chúng ta dễ vui, ham vui tới những cái chỗ đông người để rồi lây nhiễm. Đây là một cái sự việc mà coi như cả thế giới. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết phòng hộ, chúng ta biết hộ trì, bảo vệ cho chính mình, thì đâu có cái trường hợp hàng loạt xảy ra như vậy. Bởi vì chúng ta coi thường, mà cái sự thật nó xảy ra để cho coi như cả thế giới phải lên án, cả thế giới phải lên án. Thì qua cái sự việc ở Ấn Độ mà Huynh An Trần trình bày, để cho chúng ta thấy rằng nếu cái chân lý, cái sự thật
là vô thường, khổ não và vô ngã. Đó là ba cái pháp ẩn mà con người của chúng ta cũng bị chi phối bởi những cái đó. Nhưng mà tại sao chúng ta biết khổ mà chúng ta lao đầu vào làm cái gì? Cho nên ở đây trong Bát Chánh Đạo, cái quan trọng đầu tiên tức là chánh kiến, chúng ta phải thấy như thật, thấy đúng sự thật, thì khi đó chúng ta mới có lời nói, suy nghĩ, hành động đúng theo sự thật. Còn bây giờ chúng ta đã nghĩ vậy rồi thì không còn là khi mà nghĩ vậy thì phải là nói vậy, làm vậy. Cho nên cái trong Bát Chánh Đạo, cái chánh kiến là cái đứng đầu. Ở đây nói lên tà tư tà hạnh, tức là nói lên cái sự suy nghĩ sai rồi chúng ta thành sai. Thì có một số nước, có một số nơi phòng chống về dịch bệnh rất là tốt, thì có một cái sự suy nghĩ đúng như vậy thì cái dịch bệnh nó chậm phát triển, hoặc là nó phát triển lên nữa cũng hạn chế. Nói chung con người chúng ta trước sau cũng chết, do vấn đề vô thường chi phối. Có thân thì phải khổ thôi, nhưng mà phải lợi dụng cái thân này để chúng ta tạo công đức, tạo thiện nghiệp, chứ không phải là có thân này ai chết mà mình chưa chết là sướng rồi. Hoặc là thấy cái quan tài đi qua mừng quá, ô cái người chết trong quan tài đó không phải là tôi mà người khác. Nghĩ như vậy là coi như sai lầm. Trước sau gì mình cũng ra đi, nhưng mà mình sống như thế nào có ý nghĩa? Sự thật là sự thật, chứ không thể sự thật mình phủ nhận. Cho nên cái chân lý là chân lý, chứ đừng có nói rằng chân lý là phi chân lý. Trường hợp của Quỳnh Năng Trần cũng nói lên một cái vấn đề rất là thực tế ha, đối với cuộc sống. Và chúng ta cũng nghe một cái câu này ha, một là thì quý vị có ý nghĩ như thế nào? Nói về giáo pháp, nói về Đức Phật ha. Phật mà cũng có Phật giàu nghèo, hễ chùa giàu thì bá tánh theo, chùa to Phật lớn thầy đại đức, am nghèo cốc nhỏ đạo leo nheo, tiền nằm trên Phật tiền quanh liệt, với đồng tiền Phật chết queo, tưởng đến Phật giàu thương Phật khó, Phật mà cũng có Phật giàu nghèo. Thì qua cái sự suy nghĩ của nhân gian, người ta nói như vậy thì quý vị nghĩ sao? Cái này có phải là chánh tư chánh hành hay không? Tại sao người ta suy nghĩ Phật mà cũng có Phật giàu nghèo? Quý vị học về giáo pháp thì quý vị thấy sao? Tại sao người ta lại nói vậy? Thì cái này do cái tư tưởng họ nghĩ xấu về Đức Phật. Từ một vị vua trốn cha trốn mẹ ha, bỏ vợ bỏ con ha, rồi đi vô rừng tu tập, rồi sau 6 năm khổ hạnh ha, rồi thành một vị Phật, rồi ôm bình bát đi khất thực đi xin ăn. Mà quý vị biết là đi xin ăn là cái giai cấp bằng cùng của xã hội mới là đi xin ăn, kẻ hành khất, kẻ xin ăn. Nhưng mà quý vị thấy sao? Lại tại sao lại nói Phật mà cũng có Phật giàu nghèo? Đức Phật đâu có cái hành động nghĩa là phải thể hiện là mình coi như đi ra phải lộng, phải thế này xe đưa ngựa rước đâu. Nhưng mà tại sao vậy? Thì do cái tà tư tà hạnh, cho nên người ta có thành kiến, người ta nói xấu. Thì cái điều mà Huynh Năng Trần vừa trình bày là cái chuyện trước mắt xảy ra, mình phải thương mình phải phòng bị cho chính mình, thì sẽ đem đến sự an lạc. Sao thú Huynh Năng Trần. Rồi chúng ta tiếp tục ha.
Bây giờ mới 6 giờ 9 phút. Mời Sít Kim. Sít Kim cũng có nhiều ý kiến hay. Alo, Sít Kim nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Rồi, bỏ chạy đâu mất tiêu rồi. Ô, thấy bàn tay rồi. Xà thủ xin mời. Con xin kính chào Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang và các tu nữ cùng với quý vị Phật tử. Con thấy gì? Con nhiều tà kiến quá. Thì trong cái câu này thì Đức Phật nói ngắn gọn thôi là không chân tưởng chân, chân thật thấy không chân thật đó. Chúng không đạt được chân thật do tà tư, tà kiến chẳng hạn như vậy. Thì ở đây con thấy phần lớn những người trong đây đó, những quý vị trong đây đều học qua Di Diệu Pháp rồi. Cho dù ta có những cái tâm mà ly tà thì nó vẫn còn là tà kiến, nó vẫn còn sai, nó không phải là tà kiến, nó ly tà rồi nhưng nó vẫn còn sai. Thì con hồi nhỏ đó, thì con không để ý nhiều đến chuyện gia đình như tình cảm, như là chị dâu em chồng là ông anh con lấy vợ, nhưng mà mấy người chị con lấy chồng thì ở riêng, không có người nào ở chung, chỉ có ông anh lớn đó, nói lớn nhưng mà ông cũng thứ ba. Thì ông lấy vợ thì vợ ở trong nhà, thì con thấy hàng xóm, con chơi với hàng xóm thì nói gì chị dâu em chồng khỉ mất gì con cũng không hiểu gì nữa. Cái đó là do cái đời có cái những ý nghĩa, có những ý nghĩ trong đầu của con. Thì con thấy mấy người đó, ủa sao kỳ á, con thấy chị cũng là người, con cũng là người, chuyện chỉ làm, chuyện chỉ làm, kệ chỉ, con đâu để gì đâu. Với lại con không có dính líu việc bếp nút, con có nấu cơm, con ghét vô bếp lắm, nhờ vô bếp lắm, nấu nướng nóng mệt chết rồi. Ai nấu sẵn có gì ăn lấy được rồi, không có thì ra ngoài đường ăn cũng được. Mà con không bao giờ bị đói, con không có để chuyện đó. Đó là vấn đề về cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà khi mà con biết Phật Pháp á, thì đối với con nhỏ đó, mấy trong nhà con, ba con là lính đi dôn chùa, cái nhiệm vụ của ổng đi lùm bắt việc cộng nằm dùng với lại trúng dịch đó, vô trong mấy chùa bắt tông. Thành ra ba con không có ưa mấy ông thầy chùa trong đó, mấy con ghét lắm. Nhưng mà không biết nói sao, tại lúc đó là dân chủ mà. Còn mấy bà chị con thì thôi khỏi nói rồi, mấy, vô một hai lần là mấy bà chừa luôn, mấy bà không thích vô nữa. Còn ông anh con thì đi lính, đi vô chùa làm gì? Mà mấy ông đó không thấy. Mặc dầu nhà con á, là con thấy con về dưới quê á, thì thấy gia đình của ông bên nội bên ngoại con đi ở Vĩnh Long hết, thì không có thấy thờ Phật, chỉ thấy thờ ông bà thôi. Nhưng mà họ không có nói gì nhiều về Phật giáo hay Thiên Chúa giáo gì hết. Nhưng mà đối với má con thì má con rất thích chùa chiền miếu gì, bà chỗ nào bà cũng đi hết. Nhưng rất lạ kỳ là trong nhà không có ai đi theo má con hết, còn con thích đi. Tại con thích chỗ nào mới lạ hơn cái gì mà không có gì là con đi. Nên thành ra con đi với má con thì má con rất cưng chiều con. Thì con ăn cái gì á, con thấy gì lạ là con dọn con coi. Thì má con đi hết mấy cái vùng, má con là người buôn bán mà, má đi bỏ mối dép á, thì đi bỏ hàng thì con hay đi theo. Tại út mà nhỏ đi tửng tửng chỗ nào đi theo lại đi theo thôi. Má con thì hay đi chùa, thì vô chùa thì con không có biết gì về Phật giáo hết. Con thấy má con lại, má kia con lại thì con cứ cuốc thôi. Thì con thấy má con đi bà chú xứ, cái gì bà chú xứ ở trên Châu Đốc đó, để xin tiền vậy đó, nghe nói xin tiền, lấy cái tiền gì ta cho cũng mấy tiền thiệt. Con lại dòm đó thì nói buôn bán được đắt vậy đó. Cứ con nghe nhiều điều lắm. Rồi lên cái đạo Cao Đại một mắt á, rồi cái thánh thất Tây Sơn gì đó, trên Tây Ninh gì đó, chỗ cái đó cái chùa đó đẹp lắm, nhiều màu lắm. Con đi vòng vòng con dòm, có mấy con rồng xanh làm từ trước sau đẹp lắm. Nhưng thật sự trong đầu con không biết gì về Phật giáo hết. Tại vì không, nhà con không có bàn thảo gì đó. Thật ra má con cũng không hiểu sâu xa về Phật Pháp nhiều. Ba con thì thôi đừng có vô chùa đó, tao bay đừng vô chùa đó. Ba con nghe má con cúng dường á, là ba con la bà đó, tối ngày đó bà đem tiền của bà trực khổ mà làm cúng cho mấy thằng chùa cộng đó, nó ăn cho mập thay. Tối á, nó đi đào, nó đi đào lỗ, nó chôn miệng rồi đi giật sập cầu cho người ta đi không được. Thì con nghe đại khái nói thì má con thấy quýt ra, nói
cái miệng ông á bậy tội lỗi địa ngục gì đó ông lum á, thì mấy bà chị ông con lại cười cười thôi, thôi con cũng biết cái gì là đúng cái gì là sai nữa, cứ nghe vậy đó thấy là chắc là có ý kiến tiêu cực về Phật giáo. Còn bên Thiên Chúa giáo thì khỏi nói, là con có một lần con nhỏ lắm, con lúc mà con ở trên vùng cao nguyên Trung Phần á, thì có cái chùa, có nhà thờ bằng gỗ rất đẹp ở trên tỉnh Quảng Đức á. Lúc mà con đi học đi bộ về đó, thì mấy bà chị con vô trong đó uống nước hay gì đó, thì vô gặp đó thì con vô đó, con lén lén con vô coi, con mở cửa ra con thấy vô trong cái lúc đó thì không có làm lễ đó, nó vắng lắm. Trời ơi, con dòm lên con thấy cái ông Đức Chúa Giêsu đó. Trời ơi, cái ông gì mà bằng cái quần, có cái khố à. Rồi giờ tay chân gì đâu, người rất là đau khổ, bị đóng đinh vô cái chai thánh giá đó. Trời ơi, máu chảy tùm lum. Trời ơi trời, quỷ ma vậy trời, nhìn thấy ghê quá. Con chạy tuốt ra ngoài tới trước luôn. Con sợ con chết luôn vậy đó. Con không dám vô nữa. Thành ra đối với Thiên Chúa giáo là kinh khủng lắm với con rồi. Con thấy hình thấy ghê, ghê quá. Con nói trời ơi, gì mà ghê không đó. Rồi sau đó thì lớn lớn một chút thì mấy bà chị dẫn coi phim Dracula đó, thì thấy cái thánh giá, thì hiểu cái thánh giá là thấy được cái thánh giá nên con quỷ Dracula nó không hút máu mình, mà coi mày sợ phim ma mà coi thì nó nghe thì cũng thích. Anh về rồi thì nói má cho con mua cái con thánh giá đi để gì vậy, rồi để cho quỷ Dracula nó đứng vô máu. Ba con nghe nói mày tào lao thiên địa ma quỷ gì đây, mày thấy con ma con quỷ nào mày chỉ tao coi coi. Chị vậy ba, hỏi chi vậy ba, để tao bắt nó tao nấu canh chua ăn rồi còn dư phơi khô nữa. Mất cười quá, kinh khủng quá. Trời ơi trời, gì á ngẫu vậy. Ba con quỷ Dracula đó ở đâu rồi, ăn thịt nó ghê lắm sao ăn được. Tào lao thiên địa ma quỷ đâu tưởng tượng không mà, nó làm phim nó chiếu hùm mùm cho tụi bay đi coi đó, bay sợ thôi, làm gì có ma có quỷ gì đây. Chết mất khác rồi, đi đâu rồi không biết. Ra lớn lớn từ từ thì không có còn sợ ma như vậy nữa. Thì ông anh rể con á, thì ổng có cái máy quay phim chiếu phim nữa, cái ổng có làm công đem qua cái nó màn ảnh nhỏ thôi, nó bằng với cánh cửa sổ cái để chiếu lên cái vách tường đó cho tụi con coi. Thì ổng cũng chiếu phim Dracula đó, mà là phim diễu mà của Pháp đóng đó. Cái Dracula gì đâu mà bị cắn cổ, bị cái ông kia ổng để miếng sắt vô, ổng giả con gái đẹp cắn miếng sắt vô, Dracula đụng hết cái răng ổng, cái sách cây ổng rượt đó. Thì con thấy mắc cười quá, thì con coi nhiều đủ loại phim đó, thành ra con không biết cái nào đúng cái nào sai, thì con cứ coi vậy thôi. Thì nó lớn rồi, lớn một chút nữa thì má con dẫn đi chùa đi miễu đó, thì ở nhà không ai đi hết, chỉ có mình con đi à, hãy đi ra khỏi nhà là con thích rồi đó. Ở trong nhà hoài không có chuyện gì làm, chán dữ lắm, không có chuyện gì làm mà buồn lắm. Thì con đi theo má con thì đi hết đến chỗ này chỗ kia, thì con thấy chùa chiền cuốc lại gì đó thì con không hiểu, nhưng mà đi theo má con thì đi được chỗ này chỗ kia, ăn rất nhiều thứ món, những cái món ăn của khắp mấy vùng lục tỉnh đó, như các chợ Sài Gòn nha. Con biết rất nhiều món ăn, con ăn trời ơi, ăn đủ thứ, ăn của người Bắc, người Trung, người Nam vậy đó, nhưng mà cay thì con không thích cho lắm, con không thích ăn cay. Thì đại khái vậy đó, thì con không có hiểu gì về Phật giáo hết. Mình kỳ con qua Mỹ rồi á, thì con được học Phật pháp với con đọc, con nghiên cứu á. Khi mà con muốn á, thì con nghiên cứu rất kỹ, con tìm hiểu cho ra cái đó thì con mới học. Thì con thấy thì những ý nghĩ từ con nhỏ đó thì nghĩ theo đơn giản, lớn rồi con đọc hết mấy cái sách bên, mấy cuốn sách mà bên Bắc Tông ấy sư, như là Kinh Pháp Hoa, Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm đó, Hoa Nghiêm nùm lum đó, rồi của cái ông mà lục cái gì á, cái ông gì mà không biết chữ mà thành Phật đó, đại khái thì con, rồi mấy cái kinh sám hối, nhất là kinh mà Địa Tạng vậy đó, con đọc con thấy sâu nó phiêu. Trong Kinh Pháp Hoa đó thì con thấy có 26 phẩm,
thì có cái phẩm mà cầu gì cũng được, cầu con trai sinh con trai, cầu con gái sinh con gái, bệnh cầu có hết bệnh, rồi ở trong bị ở trong tù thì cầu niệm Phật gì đó, thì nó mắc xiềng, nó sẽ đi không còn bị xiềng xích bị bung ra. Con nói sao chuyện thần kỳ quá trời. Nếu mà bệnh hoạn mà cầu thì hết bệnh, vậy mấy người cha bác sĩ này chắc dẹp tiệm hết trơn rồi, không có cần hành nghề nữa, chỉ cần niệm Phật thì cầu gì được nấy. Rồi mấy ông mà bác sĩ mà để mà hiếm muộn gì đó khỏi, dẹp dẹp nghề hết, tại vì đi cầu vô là được hết trơn rồi. Con nói cái này chắc không có, chắc làm sao, để từ từ xét lại nha. Nhưng mà họ tới mấy người trong chùa đó, mấy ông sư, mấy bà giải đó, con không gặp mấy ông sư hỏi nhiều, con sợ mấy ông sư dữ lắm, tại con không có tin mấy ông sư đó cũng là một tà kiến của con đó. Nên ra con đi mấy bên chùa bên ni đó, thì thấy mấy bà lo làm đồ chai bán lăng xăng liếu xíu, hỏi bà mấy bà cũng không biết nhiều, thì con sẽ chắc mấy bà tu đọc mấy bài kinh để cầu siêu cầu an vậy đó, thôi tự mình học đi cho rồi đi. Thì con đi lại cái nhà sách Pháp Quang ở trong khu Phước Lộc Thọ đó, ở gần khu Phước Lộc Thọ đó, thì cũng bao nhiêu sách con mua về con đọc, con coi coi, thì con thấy rất hoang mang, sao có nhiều, thấy con suy nghĩ hoài phiền quá, sao không chắc hỏi cũng biết nữa. Con sau đó thì con được cơ duyên, con học qua Nam Truyền, thì con đọc mấy kinh về kinh vô tướng của các vị sư ở bên Miến Điện, rồi dịch ra, rồi của ngài Nara dịch, con thấy nó rồi học về được chi diệu pháp, được hiểu dụng chút, thì mới nhìn ra cái tà tư duy tà kiến của mình một chút. Thì con thấy là lúc trước mình ngu nhiều, bây giờ học biết thì bớt ngu lại một chút, nhưng vẫn còn ngu. Thì đại khái thì con thấy cũng đỡ, một lúc đỡ hơn bụ. Thì mình biết cái gì mà mình đã biết sai lúc trước thì mình đừng có làm nữa, mình không sửa nữa. Thì nói tóm lại, có nhiều chuyện lúc trước mà con nghĩ theo cái ý kinh nghiệm, theo mình biết người ta nói, mình suy nghĩ rồi đó, nhưng bây giờ thì con nghĩ khác, con nghĩ một cách chín chắn hơn một chút, không có để ý ba cái chuyện lặt vặt. Người ta có hiểu lầm mình, người ta có ghét mình thì cũng ok. Chuyện của mình làm đúng thì đợi, quan tâm với nhiều người thiên hạ quá, mệt dữ lắm, phiền não dữ lắm, kể họ đi. Người nào mình thích hợp thì mình chơi, không thích thì không chơi. Vậy là ổn rồi. Tuổi già càng ngày càng, tuổi thọ càng ngày càng ngắn lại thì không có thời gian nữa. Con quyết định là không có phiền não dính líu mấy chuyện đó, lo cái chuyện của mình thôi. Mình làm được cái gì tốt thì ráng cố gắng làm, còn những chuyện không cần thiết không để ý, tại vì không còn nhiều thời gian nữa. Thì trong cái câu này Đức Phật nói rõ ràng rồi, chân không chân mà tưởng là chân, tại vì tưởng mà là sanh nha đó, tưởng có nhiều khi tưởng đúng, có nhiều khi tưởng không đúng. Sau đứng chỉ có những người có chánh tư duy, chánh kiến, mà được cái chánh tư duy chánh kiến là phải vô chồng thánh mới có mấy cái đó, còn mình là thánh đậm rồi sao mà có được biết những cái mình đã làm sai trong quá khứ, bây giờ mình không làm nữa là mừng lắm rồi. Còn chánh tư duy chánh kiến gì đó thì không biết, chỉ từ từ bò lên thôi. Thấy lúc trước mình ngu nhiều quá, bây giờ ngu ít lại là mừng rồi. Con thấy giống như vậy. Tại chúng sanh thường là tưởng voi đó, thành ra rất là khó. Nhiều khi những bài giảng, những ông sư giảng, nhiều khi cùng một bài giảng đó, con thấy bạn bè ngồi trong đó, con hỏi con người ta nghĩ như thế nào, thì con thấy có nhiều rất trái ngược. Có nhiều người nghĩ giống như vậy, người nghĩ giống như khác. Cũng như một tuần cải lương hay một chuyển phiên coi, thì một người họ thích về một cái này, họ nhìn về cái đối tượng phiên chánh, họ tưởng tượng những người đóng chánh trong đó, đàn ông đàn bà, thì họ tưởng tượng họ muốn giống vậy. Còn có người nhìn coi cái người nào đóng hay, đóng tốt, đóng rồi, có người muốn biết rằng cái cuốn phim này cái đạo diễn họ muốn đưa ra một cái điều gì. Thì con thấy có những người có những ý kiến có nhiều rất khác biệt, nhưng phần lớn
ai coi phim truyện cũng như đều thích cái người, mấy người cho họ thích một cái người nào đóng một cái bộ phim nào vừa ý họ đó, thì họ lại thích cái diễn viên đó. Còn đối với con thì lúc trước thì con không để ý cho lắm, thì con ít khi nào coi nguyên tuồng lắm. Khi nào mà có phim hài, mấy ông hài mà đóng vui vẻ thì con coi. Mà ông đó mà chết hay cái gì trong cái cuốn phim đó, cái chuyện đó, thì ông chết rồi là hết hết tuồng rồi, không coi nữa. Con mấy cái kia yêu qua yêu lại nhức cái đầu quá, con không để ý đó. Thì sau này con lớn thì con coi phim thì con để ý hơn. Nếu mà con muốn biết cái câu chuyện đó, cái người đạo diễn muốn đưa ra cái mục đích, họ muốn đưa ra một cái điều gì. Còn những người đó con coi, mấy người diễn viên đó, người nào đóng đóng hay, đóng dở, người nào đóng dỗm vậy đó. Chẳng hạn như họ đóng vai ác mà thấy ông ác, họ không vai diễu mà ông thấy mắc cười, thấy vô duyên với sợ, thì biết người đó đóng không có hay. Còn những người mà đóng mà thấy tự nhiên là cũng như họ có nhiều khi cái phong cách là như vậy, thành ra họ diễn đạt rất hay. Nhưng mà có khi họ đóng qua một cái phim cái kiểu khác thì họ không đóng hay được, tại vì họ không có diễn đạt được cái đó. Thì con thấy rất ít người có nhiều cái tài năng là diễn cả bên hề, rồi bên bên buồn khổ, rồi bên vui vẻ, con thấy rất là khó. Thì những người mà coi thì tùy theo cái ý nghĩ của họ trong quá khứ hay trong hiện tại, họ khác nhau, ít có người giống nhau lắm. Nhưng phần lớn thì những người tà kiến họ theo cái tư duy của thiên hạ phần đông, họ đều cho giống như vậy. Thành ra có những người mà có những ý kiến trái ngược hay ngược ý với họ thì họ không có đồng ý, họ không thích. Nhưng mà còn đến con thì con chỉ nghe thôi, con nghe con thấy họ có đồng ý suy nghĩ tại sao họ làm cái đó, thì nếu con có thích thú thì con hỏi tới để coi tại sao họ nghĩ giống như vậy. Thế vậy thôi. Thì trong cái câu này con thấy Đức Phật nói rất gọn ghẽ: chân thật thấy chân thật, không chân thật thấy không chân thật, thì cái người đó chỉ có bậc thánh mới hiểu thôi. Còn còn chân thật mà không thấy chân thật, mà không chân thật mà thấy chân thật, thì con thấy đó là người đời, họ suy nghĩ giống như vậy rất khó. Mình có không có thể chuyển đổi cái ý nghĩ của họ được đâu. Nếu mình cố gắng mình nói cho họ hiểu đó thì họ càng không hiểu nữa. Khi họ càng không hiểu thì càng nói nhiều họ càng không hiểu, mà nhiều khi gây quan trái với họ nữa. Thành ra không nói là tốt nhất, khi nào họ tự hiểu thì nó tốt hơn. Đối với con là như vậy. Trời ơi, 4:30 hết giờ là con nói là con coi giờ. Vậy con hết, con nói như đó đủ rồi nha sư, cũng hết giờ rồi đó. Sư cảm ơn con đi, con cho sư nghỉ một chút rồi đó. Dạ, con cũng có nhiều đó thôi, con nghĩ sao thì con nói vậy. Nếu mà con có cái gì mà sai trái thì xin chỉ dạy, xin sư chỉ dạy cho con, và quý vị cũng chỉ dạy cho tôi nữa. Dạ thôi, cũng hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý vị đã bỏ thì giờ nghe. Có nhiều người cũng cười nữa. Có bàn tay của sư ha, dạ con xin trả máy lại. Dạ xin cảm ơn nha. Alo, 123 123. Quý vị nghe Sít Kim mà nói lên cái ý kiến của câu Phật ngôn số 11 ha, tức là cả một cuộc đời trải nghiệm từ nhỏ cho tới bây giờ, cho nên thời gian nó không đủ. Bởi vì nói cả cuộc đời mà, từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ luôn. Rồi trong khi nói như vậy, cô tu nữ Từ Duyên hỏi rằng Sư Kim nói nhắm mắt hay là mở mắt? Nếu mà nhắm mắt làm sao thấy đường để mà nói, mà mở mắt là tại sao không thấy? Ủa, thời gian hết rồi mà còn nói dữ vậy? Chúng ta chỉ có ý kiến thôi. Chỉ có ý kiến thôi. Và ý kiến của chúng ta sao cho nó thích nghi, nói để cho người khác nói nữa, chứ không phải là nói một mình. Khi cầm được micro là sướng quá, nói hoài, nói vừa phải. Giống như Sức Mấy Ta nè, Huỳnh An Trần ha, đưa lên cái ý kiến của mình để nó trùng hợp với câu Phật ngôn này cái điểm nào. Rồi Sức Ông Địa Ông Thần Tài đưa tay để mà đọc, không có thời gian để mà đọc nữa, bởi vì thời gian mà chúng ta đọc đã trôi qua rồi.
mà cái thời gian còn lại là thời gian chúng ta chia sẻ những ý kiến của chúng ta, là những cái bài học chung cho đạo tràng. Đối với cái room này, ý kiến của quý vị rất là quan trọng, và chúng tôi cũng học hỏi nơi ý kiến của quý vị. Cho nên mong rằng chúng ta có những ý kiến xúc tích hơn, ngắn gọn hơn ha. Chứ còn xích kim này thì coi như hơi lòng hồng ha. Nói hơi nhiều, nói ít lại một chút thì tốt. Và ý kiến của xích kim tức là trải nghiệm chính bản thân của mình. Cho nên có những cái suy nghĩ gọi là không đúng sự thật, gọi là tà tư tà hạnh ha. Suy nghĩ sai và thực hành sai. Để rồi bây giờ tự mình vươn lên ha. Đi tìm tòi học hỏi, đi mua sách vở về nghiên cứu về Phật giáo. Rồi bây giờ mới bắt tay để đi sâu vào Phật giáo, để thấy rõ được cái vấn đề do cái sở hữu tưởng đi sanh nhà, như là sĩ Kim vừa nói rất là quan hệ. Rồi sĩ Công Điện Thần Tài có ý kiến gì? Bây giờ là 6:31 rồi. Rồi bây giờ mời sĩ Công Địa chào xong là chúng tôi đóng room nha. Hello, hello mọi người nghe con không ạ? Hello. Hello, hello mọi người nghe con không? Dạ, con rất lâu thôi đã nói hết giờ rồi. Trước hết là con kính đảnh lễ sư ông Trí Đức, cùng quý sư ông đang hiện diện trong gương. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý cô chú và anh chị. Con nói thứ nhất là con hồi nãy thì con muốn con nghe cô Kim cầm mic nói chuyện thích quá, cho nên con cũng muốn lên cầm mic để nói. However, con nhớ đó là sư ông có nói một câu đó, nếu mà mình nói quá cái chỗ biết của mình đó là mình nói phét. Mà mình nói mà mình không kiểm chứng là mình nói ẩu xì tả. Mà biết những cái điều không cần thiết mà nói là nói nhảm, nói nhí. Mà biết điều cần thiết mà không nói là mình là người hiểm. Cho nên khi mà mình muốn nói là mình phải cẩn thận khi mình nói. Hoặc là mình nói nó cũng phải có cái ý sai rồi gì đó. Chứ không phải là cái ngôn ngữ của mình cũng vậy. Nhiều khi con là con ngu dữ lắm luôn. Cái ngôn ngữ của con là con thiếu dữ lắm. Mà con muốn học ngôn ngữ Phật Pháp. Nhưng mà khi có những cái ngôn ngữ mà mình nghe ông sư bà vãi là mình rất là sợ. Con sợ con bị ảnh hưởng. Cho nên là con chỉ muốn xin đọc kinh thôi. Dạ con xin hết ạ. Đó là cái ý kiến của con. Dạ con xin hết. Con thấy hết giờ rồi. Con kính mời sư ông. Sa thủ Sĩ Công Địa ông Thần Tài ông Táo. Ý kiến của Sĩ Công Địa ông Thần Tài ông Táo rất là xác thực, ngắn gọn ha. Và ý kiến đó cũng đã kết thúc buổi sinh hoạt của chúng ta. Câu Phật ngôn số 11 và câu số Phật ngôn số 12 cùng một duyên sự. Cho nên khi mà câu Phật ngôn số 12 kết thúc, chúng ta sẽ hiểu tại sao do tà tư tà hạnh mà chúng ta có những cái tưởng sai sự thật, suy nghĩ bậy bạ, cho nên việc làm cũng chật vật luôn. Thì buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc với phước lành học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng ta làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, thiên hoa lực vô biên, khi toàn giác độc giác và sinh văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo năm truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê là sa chà quá chê na sô thị vô hô tụ sa bạc đà. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni,
và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Xin phép quý vị chúng tôi xin đóng room ạ.